quan đến một chút về đến chủ đề việc làm, cụ thể hơn là về các cơ hội thực tập. Ban tổ chức vừa nhận được một câu hỏi từ bạn Vân Anh. Em có theo dõi Facebook của chị Minh Nguyệt, hiệu trưởng sinh viên. Có nghe chị Nguyệt nói về hồ sơ thực tập, tức là mình sẽ phải đi thực tập từ năm nhất, có đúng không ạ? Liệu như vậy có ảnh hưởng đến việc học tập không ạ? Thầy Minh thân mến, thầy có sẵn lòng chia sẻ với bạn Vân Anh một chút về hồ sơ thực tập không ạ? Đấy, nghe phải hỏi ngay bạn ấy là liệu bạn ấy có muốn trở thành hiệu trưởng sinh viên như chị Nguyệt không? Bởi vì một trong những điều kiện để trở thành hiệu trưởng sinh viên đó là được tham gia các hoạt động thực hành, thực tập ngay từ năm thứ nhất. Cho nên phải nên chuyển cái câu hỏi đấy là có phải tham gia thực tập từ năm thứ nhất không? Thành, được tham gia thực hành, thực tập ngay từ năm thứ nhất. Và đấy là cái điểm đặc biệt của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Thử tìm xem có một trường đại học nào mà ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào trường đã có thể có cái cơ hội để biến câu chuyện học đi đôi với hành không phải trên lý thuyết nữa mà thành cái thực tế, và nó đã diễn ra ở đây. Cảm ơn em. Em xin cảm ơn chia sẻ của thầy ạ. Mình xin được chia sẻ thêm một chút nữa về hồ sơ thực tập, bởi vì mình cũng là sinh viên khoa sư phạm tiếng Anh và mình cũng vừa hoàn thành hồ sơ thực tập khoảng tầm một vài tuần trước thôi. Thì thực ra lúc đầu mình cũng khá là lo lắng, bởi vì là có rất là nhiều tiêu chí yêu cầu các bạn cần phải tham gia rất là nhiều hoạt động ngoại khóa này, hoạt động học thuật, cuộc thi. Thì lúc đầu mình cũng rất là lo. Thế nhưng mà với những tiêu chí này thì các bạn có thể có cơ hội được trau dồi từ năm thứ nhất cho đến năm thứ tư. Tức là mình sẽ có một cái định hướng là mình cần phải tham gia những cái gì thì nó sẽ tốt hơn cho bạn, thay vì là bạn phải tự mò mẫm, tự tìm các hoạt động mà mình tham gia. Thì để có thể đạt được chuẩn đầu ra về cả kiến thức, kỹ năng lẫn thái độ của trường thì hồ sơ thực tập sẽ là một cái kim chỉ nam, những cái gạch đầu dòng định hướng cho các bạn. Thì mình nghĩ là hồ sơ thực tập sẽ là một cái điểm vô cùng đặc biệt và vô cùng là sáng giá khi mà các bạn có thể thể hiện bản thân mình với các nhà tuyển dụng. Ngoài ra thì hồ sơ thực tập nó là thương hiệu cá nhân của bản thân mình. Khi mà một nhà tuyển dụng có nhìn vào hồ sơ thực tập của bạn thì nhà tuyển dụng đó sẽ thấy bạn là người như thế nào, bạn đã trau dồi được những gì, và họ có thể nhìn kỹ hơn bạn thay vì chỉ là trên hai trang CV, hai trang lý lịch thôi. Thì một cái hồ sơ thực tập sẽ thể hiện được cả các kỹ năng mềm, những cái kỹ năng thực tế mà bạn đã trải nghiệm được ở những năm đại học rồi nữa. Và thêm một điều nữa đấy là hồ sơ thực tập sẽ là một cái mà các bạn sẽ rất tự hào khi mà các bạn hoàn thành vào năm thứ tư. Mình biết vì mình đã vừa trải qua cái cảm giác đấy rồi, khi mà mình nhìn hồ sơ thực tập của mình thì mình nhớ lại những cái danh hiệu đầu tiên này, nhớ lại những cái hoạt động trải nghiệm đầu tiên khi mà mình bước vào đại học ngoại ngữ, và mình thấy được sự tiến bộ của mình, thấy được mình đã đi được chặng đường dài như thế nào từ những năm đầu tiên cho đến hiện tại là khi mà mình đã chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Nên bạn hãy yên tâm là hồ sơ thực tập sẽ là một điều vô cùng đặc biệt mà bạn chắc chắn là sẽ tự hào và sẽ nhớ mãi đến hết phần đời còn lại luôn ạ. Vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của các thầy cô. Và có lẽ là nếu như được lựa chọn một hình ảnh để so sánh Ulysses thì em xin phép được gọi Ulysses là Ulysses Airline, nơi có thể giúp Ulysses có thể cất cánh đi đến rất là nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, có thể chu du toàn cầu luôn ạ. Sẽ trở thành sinh viên Ulysses thì có thể sẽ trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. Cá nhân em thì bởi vì là một sinh viên của khoa sư phạm tiếng Anh, em đã được tiếp xúc với rất là nhiều cơ hội trải nghiệm học tập tại nước ngoài. Ban nãy mình đã được nghe Trang trao đổi đến từ phía rất là nhiều các khoa khác, nhưng mà em chưa được nghe trao đổi đến từ phía thầy Hà. Thì có lẽ là em với tư cách là một sinh viên của khoa sư phạm tiếng Anh, em xin chia sẻ luôn với các bạn sinh viên cùng với các bạn cùng với các vị phụ huynh, đấy là sinh viên của khoa sư phạm tiếng Anh cũng không thiếu cơ hội được trải nghiệm và học tập tại nước ngoài đâu ạ. Vì trong 4 năm học tại Đại học Ngoại ngữ thì bản thân mình đã đi đến Đài Loan, đến Nhật Bản và đến Malaysia trên các chương trình sử dụng bằng tiếng Anh. Các bạn đến những chương trình này, các bạn không những là được trải nghiệm văn hóa bản địa này, mình được học thêm về văn hóa của các bạn này, mình học được những cái kỹ năng rất là quan trọng như là kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, làm việc nhóm cùng với cả các bạn người nước ngoài nữa. Vì vậy các bạn yên tâm là với tiếng Anh thì các bạn không chỉ đến các nước nói tiếng Anh, mà các bạn có thể đến bất cứ một đất nước nào trên thế giới này sử dụng và có sử dụng tiếng Anh trong chương trình đó. Vâng, như vậy chúng ta đã thấy là có rất là nhiều cơ hội cho các bạn sinh viên tương lai của Đại học Ngoại ngữ rồi ạ.